À, kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2024. Tối hôm nay 29 tháng 1 là miền Bắc trên kênh nó về được cái con 12, được hai con. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai 30 tháng 1, con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 02. Con sáu thủ mình dự đoán là cái cặp 46 64. Anh chị em hãy tham khảo, chúc cho anh chị em có nhiều